tin giả tưởng của bệnh này sẽ khiến bạn có một ngày vui vẻ. Mình là Hy Lam. Sắp hết năm rồi, mấy đứa cậu độc thân về nhà nhất định sẽ bị phụ huynh giục hỏi. Bây giờ có một chiếc máy giặt ấn ấn vài cái là sẽ cho ra ngay một mỹ nữ. Đặc biệt mỹ nữ còn có ba vòng bốc lửa, sexy vô cùng. Có phải bạn đang khao khát được sở hữu một chiếc đúng không? Đây chính là bộ phim hôm nay mình muốn bình luận. Chiếc máy giặt thứ nhất thế giới. Okamoto, năm nay 30 tuổi, cuộc đời vô cùng thất bại. Không có tiền cũng không có quyền, cũng chẳng có người yêu để cùng về nhà ăn Tết. Thuê được căn phòng so với cái tủ giày cũng chẳng lớn hơn là bao. Hàng ngày anh chàng này đều mang quần áo tới cửa hiệu giặt đồ tự động. Anh ta mang đống quần áo vớ đi giặt hết, cho tất chúng vào trong lồng giặt, nhét tiền xu vào. Không hoạt động à? Hỏng à? Thôi thôi lấy ra vậy, đổi máy. Quay rồi, đợi vậy. Okamoto thấy trời khá nóng, chán quá đi thôi. Ước gì có lon bia lạnh uống vào thì sướng biết mấy. Lời vừa nói xong thì chợt nghe thấy tiếng bốp. Cái thứ này đúng là tiếng của lon bia rơi rồi. Nhưng mà nó từ đâu chui ra vậy? Trong lồng máy giặt. Thôi cứ lấy ra đã, ai ra, thế mà là loại lạnh cơ đấy. Đây rõ là cái máy giặt cơ mà, cũng có phải cái tủ lạnh đâu. Đúng lúc này thì người dọn dẹp tủ giặt đổ tới. Ông ta nói với Okamoto, từ đấy này, cậu nhìn thấy rồi đúng không? Cái máy giặt này đỉnh lắm đấy. Cậu muốn cái gì ấy mà chỉ cần đối mặt với cái máy mà ước thôi. Ấy, thế là tự nhiên nó biến ra cho cậu luôn. Okamoto vẫn đang nghi ngờ, ông lão này đủ mình chắc, làm nhục như đã vậy. Mát lạnh, sảng khoái thật. Lúc này bên ngoài có một em gái đi vào, dáng người cao cao mảnh khảnh, trông xinh đẹp phết. Cô ta đứng giặt quần áo, cũng ngồi đợi giống mình. Thế là hai người trò chuyện với nhau. Okamoto đi vứt vỏ lon bia, vừa quay đầu lại thì tự nhiên thấy cô gái ban nãy khóc. Thế là liền hỏi sao cô khóc thế. Cô ấy nói, tôi đi phỏng vấn hơn 40 công ty mà chẳng công ty nào chịu nhận cả. Cô nàng xinh đẹp thế này mà mấy công ty ấy cũng không tuyển là sao? Chỉ có thể nói mà kinh tế Nhật đúng là thừa người rồi. Okamoto liền đồng cảm nói, ai ra tôi cũng thất nghiệp rồi. Kinh tế Nhật tắc thế cũng chẳng khá hơn chúng ta mấy. Ở Trung Quốc ấy mà có một tên lớn lên trông cũng giống tôi phết. Tôi bảo xem, thế mà hắn ta lại là ngôi sao nổi tiếng đấy, có tức không? Tôi đang chuẩn bị tới TQ tham gia mấy cái chương trình tạp kỹ. Tôi sẽ bắt trước cái gã kia, nhất định sẽ kiếm được chút tiền. Hai người chúng ta cô tôi đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau. Lát sau quần áo của Okamoto giặt xong, anh ta liền chuẩn bị về. Cô gái kia có chút cảm tình với anh chàng rồi liền hỏi anh tên là gì. Okamoto đáp, tôi là Okamoto. Cô gái đáp, tôi là Kuna. Hai người cứ như thế, được coi là có chút quen biết. Vừa đúng lúc Okamoto về tới phòng trọ thì nhận được điện thoại từ mẹ anh ta nói, bố cần gấp 30 vạn nhân dân tệ để phẫu thuật. Ai già, thôi xong đời, kiếm đâu ra tiền đây. Anh ta liền nhớ tới cái máy giặt kia. Hôm sau anh ta liền tới tiệm giặt. Anh ta rút 30 vạn nhân dân tệ, mở máy ra nào, quả nhiên có thật. Anh ta cầm lấy tiền định rời đi thì lại đụng trúng cái người dọn dẹp vệ sinh kia. Tự nhiên anh ta lại nhìn thấy cái vỏ lon bia mà mình vứt bữa qua, đang định nhặt lên. WC, nó tự hóa thành cho bụi rồi. Người dọn dẹp nói rồi, đồ vật lấy từ đây ra ấy mà, nó có thể tồn tại trong một ngày thôi. Thế cho nên là cái lon bia đó biến mất rồi. Cậu đi nhanh lên đi. Okamoto chạy một mạch đi ngân hàng gửi tiền về cho mẹ. Trên đường trở về nhà anh ta liền gặp được Tina. Tina nhiệt tình chào hỏi anh ta. Cô còn kể rằng mình vừa sốc lại tinh thần, đang đi phỏng vấn tiếp rồi. Lại còn cổ vũ Okamoto tự tin đi tìm việc làm đi. Okamoto cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Anh ta liền quay lại chỗ máy giặt để yêu cầu một bộ vest. Vì thế mừng mừng đi xin việc, nhưng đi tận mấy nơi liền mà vẫn không được tuyển dụng. Anh ta cực kỳ đau lòng. Sự nghiệp của mình không ổn rồi. Không biết cái máy giặt này có giúp mình tìm kiếm một người bạn đời ưng ý không. Hôm sau anh ta liền ước máy giặt trang ra một cô gái kia tìm một chút. Không lâu sau thì máy giặt chui ra một cô gái. Okamoto vô cùng vui mừng, liền đi qua nói chuyện với cô gái này. Nhưng đúng thật cô ta quá kiêu ngạo, giơ tay tát Okamoto một cái trời giáng rồi bỏ đi. Okamoto thấy thế này không ổn rồi, đổi người. Không cần lạnh lùng kiêu căng nữa đâu, lần này kiểu thanh khiết đáng yêu đi. Làm gì cũng cảm thấy mình cứ vô liêm sỉ. Tới rồi, em gái thanh thuần tới rồi. Hai người cùng nhau đi dạo phố. Shigori, Shigori. Cả dọc đường cổ chỉ nói Shigori, đáng yêu chết đi được. Tối đến hai người cùng nhau nói chuyện. Okamoto ngồi sát vào, không nói nhiều nữa, vào việc thôi. Anh ta liền giả vờ xem đường chỉ tay của cô gái. Cô gái vui mừng nói, ai ra, anh là tuyệt nhất, thế mà còn biết xem chỉ tay nữa cơ đó. Để em xem giúp anh nha. Ai ra, đường đời của anh ngắn thế, chỉ có mỗi thế mà xem tới tận sáng. Tới ngày thứ hai cả hai người đều cảm nhận được rồi. Okamoto dần dần tiến lại, nhưng đúng lúc này cô gái cũng biến mất luôn. Nhưng mà không sao, Okamoto cuối cùng cũng hiểu cách thức hoạt động rồi. Tiếp tục đổi, không sao. Anh ta ngày nào cũng đi đổi bạn gái. Không những ước có bạn gái, mà anh ta còn lấy tiền của chiếc máy giặt. Lấy tiền xong liền đưa bạn gái đi dạo phố, mua quần áo, trang sức. Anh chàng này ngày nào cũng làm thanh lang, đêm nào cũng là đêm động phòng hoa trúc. Tuna đi qua nhìn thấy Okamoto cùng với cô gái khác bên nhau, trong lòng cô chua xót. Sau cùng còn thấy Okamoto mỗi ngày đổi một người, mỗi ngày trông anh ta một xấu đi. Không tới nơi tới chỗ ấy mà, chính là cái kiểu này. Cô ta liền tìm Okamoto để khuyên nhủ. Anh đừng như thế nữa, anh sống quá xa đoạn rồi, quay đầu đi. Người tốt như anh vốn dĩ có thể tỏa sáng cả đời rồi. Okamoto nói, tôi đã hơn 30 tuổi rồi vậy mà vẫn phải lăn lộn với một đám người ư? Và lại tôi vốn dĩ là người phàm tục, hơn nữa cô là ai, dựa vào đâu mà đòi tới khuyên tôi? Tuna nghĩ rằng Okamoto như vậy đều do những cô gái kia. Đúng thế, ngày ngày cần mẫn cực khổ. Okamoto cảm thấy bản thân có chút nhàm chán. Chán rồi, kiệt sức với mấy cuộc chơi này. Cuối cùng anh ta nói ra điều ước táo bạo nhất với máy giặt. Có thể nào cho anh ta có sức sống hơn bây giờ, làm anh ta nhiệt huyết trở lại. Cuối cùng một cô gái như thế từ trong máy giặt chui ra. Okamoto nhiệt huyết rồi, muốn cho cô gái này nhiệt huyết toàn thân. Nhưng đúng lúc này Tuna lại xuất hiện, lại còn đánh nhau kịch liệt với cô gái kia. Còn hét to, đồ hồ ly tinh, cô hại anh tôi bèo chết cô. Cô gái kia tức giận bỏ đi. Okamoto ở trong thì thấy Tuna đang gục xuống khóc thương tâm. Lúc đấy vừa hay đôi mặt với máy giặt mà nói, người mau trả
lại Okamoto lương thiện nhiệt huyết, không lăng nhăng lại cho ta. Ngay lập tức, Okamoto đột nhiên cảm thấy bốn phía tối đen. Anh ta đột nhiên hiểu ra rồi, hỏng rồi. Đúng thế, anh ta đang ở trong lồng giặt. Anh ta liền chui ra ngoài. Hina nhìn thấy một màn này liền ngây ra. Lúc này Okamoto chợt nhớ tới lời của người dọn dẹp nói, từ máy giặt chui ra đều chỉ có một ngày tuổi thọ. Anh ta lại nhớ ra có cô gái xem chỉ tay cho anh ta nói đường sinh mệnh ngắn. Nhớ tới cái vỏ lon bia hóa thành cho bụi kia, đống quần áo biến mất kia, mấy em gái biến mất kia. Okamoto đang thở phì xuống. Câu chuyện tới đây là hết. Kết thúc rồi, bạn có gì muốn nói không? Đây chỉ là một mẩu chuyện giả tưởng. Chúng ta ấy mà không có chuyện không chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình được. Cho dù bạn vừa xấu vừa nghèo, thì vẫn luôn có một người tốt giống cô gái Hina kia đợi chúng ta. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống thì cứ tiếp nhận khó khăn đi, hưởng thụ nó đi. Dù sao đi nữa, tương lai có thể sẽ còn khổ hơn. Hết rồi. Bên trên là toàn bộ nội dung rồi. Thấy hay thì like cho mình.